chiều một người đàn ông mà có sông Lam thi đấu không vào sân Vinh trở thành là lạc lõng giữa cái cuộc sống của thành phố. Sân Vinh thì đó là một cái chảo lửa. Cổ động viên cuồng nhiệt rất đông đảo và cuồng nhiệt cổ vũ luôn luôn ở bên đội bóng Việt Minh. Khán giả lúc nào cũng đến miên nghịt, người ta có một cái khao khát về một cái đội bóng con em xứ Nghệ thi đấu. Sân của mình là trước đây là mình được cái bờ rào này là được đắp bằng đất đúng không ạ? Bờ chuồng ngôi đấy. Còn mình lập lại là làm cái sân lại thì cũng đất. Thì sau đó thì đến khoảng những năm 80 thì mới được xây bao tường và lại có khán đài đúng không ạ? Năm 99 bắt đầu mình làm lại sân mới như ngày nay. À, nhưng mà những năm đấy thì khi mình có cái mặt sân như thế này rồi thì tức là mình chưa có ghế ngồi thì nó chứa được khoảng bao nhiêu? Chưa chỉ ngồi ấy, thì được khoảng gần 2 vạn người đấy. À, khoảng 2 vạn. Ừ. Nhưng mà hình như là có những cái thời điểm mà nó cao trào, tức là những cái trận đấu mà sông Lam đá nó gặp những đối thủ lớn, những trận cầu đinh ấy, thì hình như cái sức chứa của nó còn hơn ấy. Có nhiều trận đấu ấy mà cái lượng khán giả ngoài về trong là cân bằng. Dạ. Ngoài chúng tôi phải có những cái tổ chức là ví dụ như là phải có những cái tivi để ngoài cho khán giả mà đến mà không vào được sân ấy. Dạ. Xem. Tức là mình cũng có những cái phương án, thế nhưng mà cũng kinh khủng lắm. Người ta cũng dùng mọi cách để người ta leo tường và một lượng lượng mà an ninh nằm phía ngoài để gọi là tịch thu tháng. thế thì bây giờ gọi là có những cái lần mà đã bị vỡ sân rồi chứ? Cái vỡ sân thực chất ấy, là chúng tôi xả sân vào, người quá đông quá. Thì mình khi nào không bán vé nữa, mà cái cửa hông này, bọn tôi mở cho khán giả để giảm tải cho cái khu vực ấy sang bên phía bên này. Thủ trước, mỗi khi có đội sông Lam Nghệ An thi đấu trên sân nhà, trận đấu luôn luôn đứng trước nguy cơ vỡ bởi quá đông khán giả đến sân. Những hàng rào rích rắc đặc biệt chỉ có thể phân luồng, ổn định, dễ kiểm soát ở những trận đấu không quá nóng. Nhưng khi cung không đáp ứng được cầu, khi những chiếc vé trở nên khó tìm, thì nhiều cổ động viên sông Lam Nghệ An đã tìm nhiều cách để giải quyết, cho dù đó là những giải pháp không đảm bảo sự an toàn. Nếu cần thiết là người ta phá vỡ cả hàng rào, người ta lao vào, rồi là người ta chen vào để người ta xem. Lúc ấy có thể có phải dừng đến hàng chục phút, làm vạn hồi cái lượng khán giả đó. Và sau đó mới tiếp tục trận đấu. Có nhiều, rất nhiều khán giả là đi muộn một tí là không vào được. Thậm chí là phải thuê thang, là trèo như là người ta xem là cảnh thủy ngữ, hoặc là Tam Quốc ấy, người ta đánh thanh ấy. Ta lao lên nó thường thấy vào cái đó hàng vạn người ngồi là chen lẫn nhau, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, và chính vì thế mà nó cũng trở thành một cái ấn tượng, là đó là một cái trào lửa. Khi các cửa vào sân đã được đóng chặt, người ta sẽ tìm mọi cách để được theo dõi, cổ vũ cho đội bóng con cưng của mình. Leo lên dây, đu bờ rào, hay thậm chí là bắt những chiếc thang, người ta vẫn gọi đó là hành động công thành. Đây là hình ảnh trước trận đấu giữa sông Lam Nghệ An và xi măng Xuân Thành Sài Gòn tại V-League ngày 13 tháng 4 năm 2013. Lượng vé phát hành đã bán hết, hàng ngàn người vẫn đang ở ngoài không có cơ hội được vào sân. Ngay trước giờ bóng sắp lăn, hàng trăm người ồ ạt vượt qua hàng rào an ninh, tràn vào sân qua cửa số 6. Khi an ninh đã kiểm soát được cửa này, nhiều người đã bắc thang tre leo lên khán đài C. Sự cố này khiến sân Vinh bị ban tổ chức phạt cảnh cáo. Và để tránh những sự mất an toàn, trong nhiều trận cầu nóng sau đó, ban tổ chức sân Vinh đã phải xả cửa cho khán giả vào sân. Trong khi ở nhiều địa phương, người ta làm mọi cách để lôi kéo khán giả đến sân,
nhưng những khán đài vẫn khá trống vắng, thì ở sân Vinh, đôi lúc thậm chí lại đau đầu với thực trạng cùng vượt quá cầu. Và đó cũng là bài toán mà sân Vinh cần phải tìm lời giải để đáp ứng hài hòa nhu cầu của cổ động viên. Do cái nhu cầu khán giả như thế thì tỉnh có chủ trương là làm thế nào mà để nâng cấp cái sân lên để phục vụ cho là bà con người ta xem. Cái mặt sân thì có lẽ là nó ở cái mức độ ổn định tương đối cao, đúng không ạ? Đúng rồi. Cái mặt sân này là mặt sân và loại là cũng tương đối khá của Việt Nam. Nhưng liệu trong tương lai thì Sông Lam có định đầu tư một cái mặt cỏ nó ở cái tiêu chuẩn quốc tế hơn không ạ? Cái loại cỏ thì đang tròn, nhưng mà sẽ cải tạo là mặt sân lần nữa. Đấy là trong kế hoạch tỉnh cũng có chủ trương để hỗ trợ để mà cải tạo lại cái mặt sân theo cái tiêu chuẩn là nó tốt hơn. Để mà khi này thi đấu quốc tế là cả đấu là đội giải nó đảm bảo hơn. Nếu mà tính ở chỗ ngồi ghế ngồi bây giờ thì là sân Vinh thì đang chữa có được bao nhiêu cái ghế ngồi tiêu chuẩn ạ? Ghế ngồi tiêu chuẩn là nếu mình mà bán vé mà ghế ngồi là bao giờ nó cũng ít hơn. Dạ. Chẳng thì người ta có chỉ hơn, nhưng mà khi có ghế ngồi là rõ ràng là cái số lượng nó sẽ quy định rất rõ. Thì bây giờ khoảng 1,5, 1,6 gì đấy. Cái dàn đèn cũng thế đúng không ạ? Cái dàn đèn này là mình có sau này, chứ trước đây là sân Vinh không có dàn đèn đúng không ạ? Trước đấy có một cái dàn đèn mà tức là của Đức ấy. À, thấp. Đúng rồi. Đấy, nó nhiều cột. Nhưng mà cái dàn đèn đấy là thực tế là để đảm bảo thi đấu cho nó tốt là không tốt lắm. À, tức là cái độ lít để cung cấp ánh sáng ấy. Vâng. Nó chưa đảm bảo. À. Đấy, sau này là khi mà năm 99 làm sân này thì bắt đầu đưa cái hệ thống đèn hiện đại nhất vào. Vâng. Tức là trước đây thì thành phố Vinh là một cái thành phố mà có cái sự giúp đỡ của Cộng hòa Dân chủ Đức, thì từ các cái khu dân cư cho đến các cái công trình thì sân Vinh cũng có một cái khoản đầu tư đúng không ạ? Đầu tư. À, đấy là cái giúp là cả cái dàn đèn. Cái dàn đèn, dàn đèn thấp. Nhiều cột hơn. Nhưng mà dù sao cũng là đã được. Từ một cái khán đài sân đất này rồi sau đó được tu sửa nên trở thành một cái khán đài nó hoàn thiện hơn này, ông nghĩ rằng đây lý do gì mà đội bóng Sông Lam lại có được cái sự hỗ trợ, một cái sự hậu thuẫn nó tốt như thế? Tôi nghĩ cái đội bóng khi thành lập đến bây giờ để nói là nhiều thế hệ lãnh đạo của tỉnh ấy là hết sức quan tâm, vì cái tỉnh Nghệ An này các bạn biết là tài chính là luôn luôn khó khăn, nhưng mà để nuôi đội bóng là một vấn đề. Thì cái đội bóng mà từ khi thành lập đến bây giờ cho đến ngày nay đấy, thì tôi phải thấy chúng tôi biết là cái sự quan tâm rất lớn của các thế hệ lãnh đạo tỉnh. Đến ngay bây giờ bàn giải bất ả, nhưng mà các anh chị lãnh đạo thì cũng hết sức quan tâm cùng để chăm lo cho đội bóng. Cái ngay như bây giờ là đội một là giao cho bất ả, nhưng mà các cái đội trẻ là tỉnh vẫn đầu tư giao cho Sở Văn hóa Thể thao Du lịch
là đầu tư cùng với là sông Lam để là đào tạo trẻ. Đấy, thì tôi cho cái thành công ấy, mà từ trước đến nay, từ cơ sở vật chất này, từ tổ chức này, từ bộ máy này và cái thành tích của đội bóng sông Lam mà duy trì đến ngày nay thì lấy đấy đội duy nhất chưa bao giờ xuống hàng cả. Dù là thành tích có lúc này lúc khác. Tại sao quan tâm là vì đấy là khát vọng của nhân dân, của những người hâm mộ. Cái thể thao cũng đưa lại rất nhiều cái lợi ích. Đó là cái đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Và khi mà thi đấu á, thì đấy là niềm tự hào. Đấy, niềm tự hào của một cái địa phương á, và đóng góp nhiều đội tuyển quốc gia thì đó niềm tự hào dân tộc. Chức vô địch nào đối với sông Lam Nghệ An thì cũng đều có ý nghĩa cả. Nhưng nếu như buộc phải chọn ra một cái danh hiệu, một cái thời điểm mà đáng nhớ nhất, có ảnh hưởng nhiều nhất đến lịch sử của sông Lam Nghệ An thì ông lựa chọn cái thời điểm nào, cái danh hiệu nào? Có hai thời điểm mà nó khác nhau nhưng mà nó đều tương đương nhau cả. Đấy, cái đầu tiên, cái danh hiệu đầu tiên là 2001 khi bắt đầu bước vào cái bóng đá chuyên nghiệp lần đầu tiên của Việt Nam. Cái thời điểm thứ hai là sau một khoảng thời gian rất dài, thì năm 2011 thì khát vọng của là khán giả, của người hâm mộ và đặc biệt là của thế hệ huấn luyện viên cầu thủ được cái chức vô địch lúc đó là hết sức khó khăn. Là vì nhiều nhà đầu tư lớn, nhà là đầu tư rất lớn vào tất cả các đội bóng giống như Bầu Hiền nhà hàng cho Hà Nội TC. Thế nên rất may mắn là chúng tôi là có nhà đầu tư là của Bắc Á cũng đầu tư. Đấy, thành như là cái thế hệ mà cầu thủ mà tam vô địch, đặc biệt là huấn luyện viên Hữu Thắng là dẫn dắt. Mà chính cái khát vọng đấy mà làm vỡ oa cả sân vận động. Khi đó tôi ngồi tôi nghĩ tưởng tượng nếu mình không vô địch thì sao? Là thảm họa là cái gì? Thế đấy là những cái khoảnh khắc mà bọn tôi rất đáng nhớ. Đó là những cái giây phút mà nó thăng hoa nhất. Còn những cái giây phút đương nhiên trong đời làm nghề, làm bóng đá, nó cũng có những cái giây phút nó là khoảng lặng, là những cái điểm lắng, là cái lúc mà sự cay đắng nó đến với người gọi là giữ vai trò dẫn dắt. Ông có nhớ một cái thời điểm nào đó mà có thể nói là đáng quên không trên sân vận động Thành Vinh? Làm bóng đá thì bao giờ là cũng nhiều khó khăn hơn bất cứ người nào làm. Có những cái lúc là chấp chới để giữ hàng chẳng hạn, đấy là cái lúc khó khăn. Vì như cái năm mà đá mà chung kết ngược ấy, đá về Long An ấy, là khi nào chúng tôi rất khó khăn, bị dần trước 1-0 đá Long An và bị đuổi một người. Đấy, mà tinh thần chiến đấu của cầu thủ rất là cao. Phút cuối cùng mình bị gỡ hòa và khi đá luân lưu là thua trước hai quả. Những người đá hay nhất xếp đá trước nhưng mà đá lại không vào. Đấy, và đưa thủ môn dự bị vào đá 10 người nhưng cuối cùng thì tôi thắng với giữ hàng được. Thế đấy là những cái phút mà có thể nói là rất là có thể rất đáng nhớ. Thời mà sông Lam Nghệ An còn là một tên tuổi lớn của bóng đá trong nước, những khán đài của sân Vinh vẫn thường gắn với hai chữ trào lửa. Nhưng cũng có những giai đoạn chất lửa đó có phần bị nguội lạnh. Hình ảnh các khán đài chật kín của sân Vinh chỉ còn trong hoài niệm. Vì sao lại xuất hiện những gam màu xám tối đó? Sau chức vô địch V-League năm 2011, số lượng khán giả đến sân Vinh ngày càng giảm. Những tên tuổi rứt áo ra đi khi mà câu lạc bộ không thể thu hút được nhiều sự đầu tư, không cạnh tranh được với nhiều đại gia khác ở làng bóng đá Việt. Thành tích đi xuống là điều dễ hiểu. Người hâm mộ cảm thấy tổn thương khi câu lạc bộ dần đánh mất đi bản sắc cũng như tham vọng. Tức mình làm bóng đá thì mình phải có thành tích, mình phải hướng tới chức vô địch, rồi mình phải hướng tới là mình được đi đá nước ngoài để cầu thủ nó cọ sát, phải có những cái mục đích hoài bão lớn hơn chứ. Nhưng mà với một cái vấn đề tài chính, nó cứ liên tục bảo là một đội bóng mà đá để mà gọi là cầm chừng top 5, top 6 gì cũng được, đừng có xuống hàng được, cũng đừng có lên cao quá được, thì tư duy của mình rồi những cái ước muốn của mình nó sẽ bị bao mòn đi. Mình cảm thấy mình đôi khi mình nghĩ là giống như của mình có lỗi với khán giả. Với một đội bóng thế này thì tất cả xã hội phải chung tay vào chứ không phải một ai làm được cả. Cầu thủ mà được đào tạo thì người ta phải cống hiến 5 năm người ta mới có quyền đi chỉ ăn lương và tiền lương không, tại vì cái đời cầu thủ nó ngắn. Mình làm những cái điều mà dù mình giữ người ta lại thì sau này ai là người lo cho người ta? Người ta sẽ có những cái cơ hội, mất đi cái cơ hội đó. Chúng tôi hay nói đùa một câu là nghèo cũng là một cái tội. Chúng tôi luôn luôn ủng hộ quan điểm rằng là cầu thủ khi sau khi hết hợp đồng thì có thể tìm một cái chân chơi mới nếu câu lạc bộ không đáp ứng đủ.
Nhưng cái mặt trái của nó thì cầu thủ nổi tiếng đi thì để lại một cái khoảng không khá là rộng cho người hâm mộ và cho cái lứa kế cận. Có nhiều thời điểm cái gió cũng nó câu lạc bộ thiếu cái sự tham vọng, thiếu cái sự quyết tâm và thiếu tiền thì Sân Vinh vắng. Đã có thời điểm những khán đài Sân Vinh nguội lạnh, nhưng nguội lạnh không có nghĩa là tắt. Những đốm lửa ấy luôn sẵn sàng được nhen lên, bùng cháy khi có điều kiện. Trên cả cái diễn đàn của mình thì cũng kêu gọi mọi người hãy cùng nhau đến sân ủng hộ, mua một cây vé cũng là một cách để ủng hộ một tí nào xây dựng lại đội bóng. Cùng nhau đến Sân Vinh vào một buổi chiều cuối tuần cũng là một cái thú đam mê. Ông Nguyễn Hồng Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Sông Lam Nghệ An từng chia sẻ, Sông Lam Nghệ An xác định đá hết mình ở từng trận, đá vì thương hiệu Sông Lam Nghệ An, vì khán giả, đảng bộ lẫn nhà tài trợ. Khó khăn là rất nhiều, nhưng không bao giờ đặt ra chỉ tiêu trụ hạng vì nó là sự sỉ nhục đến truyền thống của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Đội bóng luôn tâm niệm, chỉ cần có cơ hội sẽ tấn công vào top 5, thậm chí top 4. Có như thế mới giữ lửa Sông Lam được. Tất nhiên, hai chữ chảo lửa không chỉ được dùng để nói về sức nóng, sự cuồng nhiệt trên các khán đài Sân Vinh. Nó còn được dùng để nói về tinh thần thi đấu quyết liệt, sự hết mình khi ra sân, đặc trưng trong lối chơi của cầu thủ xứ Nghệ. Con người Nghệ An gắn liền với cái chất nắng gió, gió Lào. Trong con người người ta có cái tâm, nếu mà làm việc gì thì người ta làm đến cùng. Bản thân cầu thủ Sông Lam Nghệ An là thi đấu, nếu bỏ cái truyền thống mà đã quyết liệt thì dân là người ta mừng, phải thi đấu hết mình. Đó, làm cho dân người ta phải ưng, người ta phải tin, người ta phải yêu. Còn nếu có những biểu hiện mà tiêu cực là người ta bỏ về ngay. Lớp lớp cầu thủ Sông Lam Nghệ An đều hiểu về truyền thống của chính câu lạc bộ mình được đào tạo. Đó cũng là một yếu tố quan trọng để tiếp tục kéo khán giả đến sân, mỗi khi đội bóng đá trên sân nhà. Và đó cũng là hy vọng chúc mừng ngày chào Hòa Vinh sẽ là đường trái ngãnh liệt. Có một điều đặc biệt không thể không nhắc tới, người hâm mộ Nghệ An còn tiếp sức cho các cầu thủ con cưng bằng cách mang chính không khí của Sân Vinh cổ vũ cho đội bóng khi thi đấu trên sân khách. Dù là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, cổ động viên Nghệ An vẫn tạo ra những màu vàng ngợp khán đài. Chảo lửa Thành Vinh đã xuất hiện giữa lòng nhiều sân cỏ trong cả nước như thế. Cổ động viên Sông Lam đến khắp cả nước đã làm được rất nhiều điều ạ. Biến tất cả những cái sân khách là sân nhà của mình, và đó em nghĩ đó là điều tự hào của tất cả các cầu thủ xứ Nghệ. Tôi ra sân chào khán giả chuẩn bị thi đấu thì thấy rằng một biểu ngữ là Sông Lam Nghệ An, niềm hâm mộ của những người xa xứ. Khi đọc xong là thấy tôi là một từ người cứng rắn, mà cùng khi đọc xong là cũng thấy cái gai ốc trong người hết nổi. Thì đó là những cái động lực để mình thi đấu. Luôn luôn phải bỏ trong tim mình trước khi ra sân. Vì các bạn đi đến đâu thì người hâm mộ người ta cũng luôn luôn đưa cái chảo lửa Thành Vinh, không phải ở tại thánh địa Vinh đây mà người ta đưa có thể là sân Thủ Dầu Một, sân Đà Nẵng, sân Chi Lăng, rồi sân Hà Nội. Thì cái đấy các em phải tân trọng và quý giá được cái chảo lửa Thành Vinh vì người hâm mộ đã đưa đến cho các em. Đó là cái động lực cho trước khi các em ra sân. Cái tình yêu của chúng ta dành cho bóng đá Sông Lam Nghệ An rất là quá lớn, cho nên là mong các bạn hãy cùng kỳ mang những cái hình ảnh chảo lửa Thành Vinh từ trước tới giờ đi phụ vàng sân khách. Đó là cái điều mình mong muốn. Một vài năm vừa rồi thì cái thành tích của đội bóng có phần đi xuống, và nó cũng có làm ảnh hưởng đến cái lượng khán giả đến sân. Cái cảm nghĩ của ông lúc ấy là như thế nào? Tôi nghĩ là cũng rất buồn. Vì thực chất là cái bóng đá là phục vụ quần chúng, nhân dân. Đá bóng mà không có khán giả thì đá bóng đá chết. Đấy. Mà mình là một đội bóng đại diện một địa phương mà khán giả nó ít thì rõ ràng là mình thấy cái trách nhiệm rất lớn là những người làm bóng đá như chúng tôi biết. Và nhân dân Nghệ An thì tôi biết là người ta cũng rất khát vọng, chứ người ta không quay lưng. Nhưng mà mình chưa đáp ứng được, vì như thành tích của đội bóng chẳng hạn, là tôi biết là trong cái thời đại mà
công nghệ như hiện nay thì người ta sẽ dùng các cái phương tiện, người ta không đi nhưng người ta vẫn xem truyền hình, người ta vẫn xem điện thoại di động, rồi người ta cùng tìm mọi cách người ta ấy, nhưng người ta không đến sân thì mình đã thấy nó hận. Nhưng mà khi chúng tôi đã các địa phương khác, ví như vào Sài Gòn, vào Bình Dương, ra Hà Nội, rồi đi các địa phương thì khán giả, những người mà công tác ở các địa phương, ví dụ như là sinh viên này, con em của Nghệ An đấy, người ta ở đây rất đông hơn cả khán giả địa phương đấy. Đấy là một cái nguồn động viên rất lớn cho tất cả những người làm bóng đá, và chúng tôi thấy cái trách nhiệm của mình rất cao hơn nữa. Cứ mỗi sau mỗi một mùa giải ấy, thì Sông Lam Nghệ An lại bị hao hụt lực lượng vì nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên đương nhiên nó vẫn là cái khó khăn. Vậy thì đương nhiên câu chuyện của Sông Lam bây giờ vẫn sẽ trung thành với cái truyền thống của mình, đó là đào tạo trẻ, đúng không ạ? Thực tế là cái đào tạo trẻ là ngay khi thành lập là đã xác định rồi, xuyên suốt từ khi thành lập đến bây giờ. Chính cái giá trị cầu thủ mà 2 tỷ, 2 tỷ rưỡi, 3 tỷ vân vân thì cũng niềm tự hào chúng tôi, là vì chúng tôi đào tạo nhưng mà cái sản phẩm là chúng tôi không được lấy mà cầu thủ được hưởng. Nhưng chúng tôi tự hào là cái số đó đào tạo chính cái bản Sông Lam này mà có giá trị chuyển nhượng trên thị trường và đóng góp cho cái bóng đá chung của các câu lạc bộ, và đặc biệt là khi tham gia đội tuyển quốc gia. Mảnh đất xứ Nghệ là nơi đã sản sinh và nuôi dưỡng biết bao thế hệ cầu thủ, và tài năng và phong cách thi đấu của họ đã chinh phục được trái tim của người hâm mộ bóng đá cả nước. Những Văn Sĩ Hùng, Nguyễn Hữu Thắng, Ngô Quang Trường hay Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh, Nguyễn Trọng Hoàng và rất nhiều những cái tên khác nữa đã làm cho niềm đam mê bóng đá thăng hoa trên khắp mảnh đất này. Chính truyền thống đó đã nuôi dưỡng một tình yêu, nuôi dưỡng một khát khao, một ngày được lên đội 1, được khoác lên mình chiếc áo chính thức của Sông Lam Nghệ An, và tất nhiên là được xỏ giày ra sân để cảm nhận bầu không khí bóng đá đặc biệt của chào lửa Thành Vinh. Trước đây là câu lạc bộ Sông Lam là từng vô địch nhiều giải ở V-League, có nhiều cầu thủ đá rất hay như Phí Sơn, Khắc Ngọc, Ngọc Hải, Văn Khánh, Nguyễn Mạnh. Lúc đó cháu hâm mộ anh Công Vinh. Nghệ An là nơi sinh ra của cháu và cháu muốn khoác lên mình chiếc áo quê hương. Trước đấy thì có Lê Công Vinh, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh cống hiến hết mình cho khán giả và cho quê hương. Sông Lam Nghệ An từng được đánh giá là sở hữu lò đào tạo trẻ chất lượng, là một đội bóng có bản sắc riêng. Đội bóng xứ Nghệ vẫn giữ được đào tạo có hệ thống dù tài chính có hạn chế. Hệ thống chân rết ở 17 huyện, thành phố đều có lớp đào tạo bóng đá nghiệp dư ở độ tuổi 9, 10. Bên cạnh đó, Sông Lam Nghệ An có gần 180 cầu thủ ở tất cả các lứa từ U11 đến U21. So với các tỉnh thành khác trong cả nước thì Sông Lam Nghệ An giữ được bản sắc đào tạo, nên cầu thủ Sông Lam Nghệ An không bao giờ hết. Ở mảnh đất xứ Nghệ, vốn được coi là cằn cỗi, khắc nghiệt này, bóng đá giống như một chất kết dính con người lại. Bóng đá len lỏi vào cuộc sống của người dân ở từng địa phương, ăn sâu vào tiềm thức của nhiều đứa trẻ. Và tất nhiên, bóng đá cũng là một mục tiêu để thay đổi cuộc sống khó khăn. Các em theo bóng đá chuyên nghiệp, cho nên là khi đã biết xác định chơi bóng thì phải được tập trung nỗ lực 100% sức. Cái quan trọng nhất là các em nó nhận thức rất tốt, nhận thức cũng phải là qua tiếng nói mà nhận thức qua hình ảnh. Khi các anh đội một thi đấu ấy thì các thầy cũng là ở gần các em để chỉ hướng, quan trọng là chỉ được cái màu cơ sắc áo với cái niềm tin cho các em để đặt tròn niềm tin khi tập bóng theo bóng đá chuyên nghiệp. Lứa này trưởng thành rồi đi các đội khác thì đã có lứa khác thay thế đảm đương được vị trí các đàn anh để lại. Sông Lam Nghệ An là một trong những đội bóng ở Việt Nam có bản sắc địa phương cao. Tỉnh cho quyết định cho được quyền đào tạo cái lớp trẻ, có kinh phí đào tạo được cái lớp trẻ do tên tuổi của Sông Lam nhiều năm thắng lợi, nó tạo ra một cái sự khát khao của các cháu trẻ ở các địa phương ấy. Trước đây ấy, để vào Sông Lam là một cái vinh dự rất là lớn, ước mơ rất lớn của nhiều cầu thủ trẻ ở đất Nghệ An này. Huyện thì không nói đâu, nhưng mà các xã người ta cũng có sân vận động, và buổi chiều nào nếu là mùa hè thì buổi chiều nào cũng có các cháu ra sân chơi cả. Xuất phát trong phong trào đó mà nó có các cái tài năng nó xuất hiện, người ta muốn cho con em đi đá bóng, và đá bóng nó phải đá bóng ở Sông Lam cơ. Vì môi trường khó khăn, vì cơ sở vật chất khó khăn thì các cầu thủ cần phải nỗ lực hơn để trở thành một cầu thủ giỏi trong tương lai. Đối với cầu thủ Nghệ An thì đó là một cái ý chí nó khác, càng khó khăn thì càng phải thật khó.
cái tính máu lửa của các cầu thủ trẻ đấy hoàn thành mất. Đấy là cái niềm vui của các người thầy làm huấn luyện đào tạo các cầu thủ trẻ. Cháu muốn mình được thi đấu cùng các anh và được cầm trên chiếc tay một cúp vô địch cho Sông Lam. Cháu ra sân với nhiều với niềm ảo hức để được coi các anh được một đá và muốn mình được quảng cáo quê hương để được đá trên sân Vinh giống như các anh. Lớp lớp cầu thủ Sông Lam Nghệ An trưởng thành qua năm tháng, rất nhiều những cầu thủ ra lò chưa thành cảm hứng cho các cổ động viên xứ Nghệ trên khán đài rực lửa. Và chơi hết tình, đó là những gì mà các cầu thủ bóng đá cũng như người hâm mộ Thành Vinh đã thể hiện trong tình yêu của mình với môn thể thao vua. Thời gian gần đây, Sông Lam Nghệ An dù có thành tích thi đấu không thật tốt ở giải vô địch quốc gia, nhưng động lực được tạo ra bởi sự quyết tâm của các cầu thủ mỗi khi ra sân, sự máu lửa mỗi khi thi đấu chính là nguồn cổ vũ giúp cho các khán đài của sân vận động này lại được nhuốm vàng bởi một lực lượng cổ động viên rất hùng hậu. Không quá khi nói rằng Vinh chính là thủ phủ, là mảnh đất khiến cho bóng đá trở nên thiết thân đối với đời sống của người dân sống bên dòng sông Lam. Rồng rắn xếp hàng có khi dài cả hàng km để tranh giành nhau mua được những cái vé. Thật sự đó là những cái thời hoàng kim và những cái điều ước ao của bóng đá. Giá như mà bóng đá được như thế thì đó là một cái điều hạnh phúc. Không phải là những người lãnh đạo đội bóng lâu năm như tôi hoặc là một số anh em, mà ngay cả những cầu thủ trẻ mới vào thì họ rất khát vọng, họ muốn cống hiến hết mình, họ muốn có thành tích để là đưa khán giả đến để mà đáp ứng những yêu cầu của là người hâm mộ, không bao giờ tắt ngọn lửa đấy cả. Vào sân chỉ cần nhìn thấy cổ động viên, nhìn thấy rất nhiều cổ động viên ở trên cổ vũ cho mình thì mình sẽ chiến đấu hết tất cả và khả năng của mình, sức lực của mình để cố gắng nhìn lên khán đài và mang lại chiến thắng và niềm vui cho người hâm mộ. Hy vọng của đội tuyển Sông Lam Nghệ An, dù Sông Lam Nghệ An lúc thành hay lúc suy thì luôn của đội tuyển Sông Lam sẽ dành tình yêu cho đội bóng để cho đội bóng phát triển, hoặc đội bóng sẽ tồn tại để cho những trẻ em giống như Vinh thời xưa, trẻ em chỉ đi chân trâu thôi, họ sẽ có một ước mơ, họ sẽ có một sự nghiệp và họ có một đội bóng để họ thi đấu. Bản thân của Hoàng đấy thì kể là cái chảo lửa Thanh Vinh nó không bao giờ phai mờ được. Thì sau này thì các em thấy cái chảo lửa Thanh Vinh là khi nào nó gắn đến người các em khi ra sân, đấy là Hoàng nghĩ cái động lực và cái tinh thần tốt nhất để cho các em và các thế hệ sau này trả lời cho người hâm mộ của người yêu bóng đá xứ Nghệ.